Rồi xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái cục sạc này nè, trở thành một cái máy sạc, một cái máy đo đa năng. Bây giờ cũng có một số người bạn đặt hàng mình làm cái máy này. Và cục sạc này á là với cái điện thế là 12V, và mình sẽ biến nó lên thành thành 24V nha các bạn. Rồi bây giờ để tháo cục sạc này ra thì mình dùng một cái hóa chất, đó là gì? Acetone. Acetone nha các bạn. Cái này là acetone. Mình ghi vô đây acetone để cho các bạn biết nè. Acetone hoặc là cồn công nghiệp hoặc là xăng thơm. Các bạn ra ngoài tiệm chỗ bán sơn á, các bạn mua nó là có nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái cục này ra. Cái cục này là 12V. Thấy không? 12V. Rồi mình sẽ tháo ra nha các bạn. Muốn tháo này ra thì mình dùng cái hóa chất này ha. Nó có nhiều cách tháo, nhưng mà các bạn hãy tháo theo cái cách này thì nó dễ hơn ha các bạn ha. Rồi. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nè các bạn, chấm nó. Chấm vào đây nè các bạn, chấm vào cái kẽ nè, các bạn làm cho nó có cái kẽ để chấm vào. Chấm cái nước này vào nha các bạn. Đó, chấm nước này vào. Thì nó sẽ mềm ra, dễ tháo lắm. Cái này là sạc 12V, các bạn có 24V thì sạc nó cao hơn nha. Và cái 12V này mình sẽ tăng áp nó lên trở thành 24V để các bạn có thể đo được những cái con led mà nó nhiều volt mà vẫn phát hiện được nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy hướng mắt về sân khấu. Hướng mắt về màn hình để xem thầy mò biến nó trở thành một cái cục 24V. 24V DC nha các bạn, 24V DC. Rồi bây giờ nó là 12V, mình biến nó thành 24V. Ok chưa? Rồi để cho nó thấm nha. Thấm vô. Đó, thấm vô. Thấm vô rồi mình nại nó ra, nó rất là dễ. Mình nại nó ra này nha các bạn. Từ từ. Mình lấy cái dao mình tách cho dễ hơn nữa ha. Dao mình tách dễ hơn. Đây nó có cái ngàm, nó dán chặt lắm. Rồi, như vậy thì mình làm xe 4-5 cục luôn nha. Rồi, thêm đây một cục nữa. Cục này để ngoài ha, thêm đây một cục nữa. Một cục như vậy thì mình có thể bán lại, chia lại cho các bạn với giá là 150.000 nha. 150.000 để cho các bạn về làm. Cho các bạn về đo là thành phẩm hết rồi đó. Ok chưa? Còn nếu các bạn biết làm thì các bạn khỏi phải tốn tiền ha. Rồi, để mình có kinh phí mình duy trì cái kênh của mình. Ok chưa? Rồi, để từ từ. Rồi mình sẽ tháo ra nha các bạn, chấm vào. Cho nó mềm cái này ra đó. Rồi mình nãy nó ra nè. Thấy không? Đó, nãy ra. Tùy theo cái tháo, bạn tháo sao cũng được ha. Rồi nãy ra. Đây có cái dao thì chắc cứu hơn ha. Rồi mở lên. Đây bên trong đó nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ biến nó trở thành 24V. Ok chưa? Rồi mình lấy ra nè các bạn. Không có dây gì hết ra. Rất là tuyệt vời. Rồi tiếp tục mình sẽ tháo con này ra nữa nha các bạn. Rồi, mình chích nước vô.
các bạn thấy không? Đó, như vậy thì sẽ tháo được hai cục. Bây giờ mình làm cái cục này nha, làm cục này trước. Rồi bây giờ mình làm xong rồi sẽ phân tích cho các bạn xem, hay là mình phân tích xong rồi mình làm cho các bạn xem. Các bạn chọn phương án nào nè. Nếu các bạn chọn phương án là làm xong rồi phân tích cho các bạn xem thì chọn là cho ba con số 1. Còn nếu các bạn muốn mình phân tích xong rồi mình làm cho các bạn xem thì cho ba con số 3. Các bạn nào mới vào hãy cho chữ mới vào, em mới vào. Rồi các bạn bình luận bên dưới nè. Rồi như vậy thì để cho nó khả quan hơn và xem các bạn xem video thật sự là say sưa hơn thì mình sẽ làm trước rồi mình sẽ giải thích sau, ok ha. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, mà quên nó cũng nghề nghiệp không nữa. Đường đi nè ha, đường đi là cách ly, bên đây là DC, bên đây là AC. Rồi bây giờ mình sẽ làm nó, mình biến nó trở thành là 24 V. Rồi mình sẽ dùng một cái sợi dây điện các bạn. Sợi dây điện nè, cái này cắm 220 V, còn cái này đi hàng vào đây, hàng vào đây. Rồi ok, mình sẽ hàng qua điện 220 vào đây nè, mình sẽ hàng qua nha các bạn. Rồi bên đây cũng vậy. Đây ha, 220 vào đây. Rồi mình sẽ cắm. Mình sẽ đo điện ở đây nè. Đo điện ở đây nè các bạn. Ở đây mình sẽ cắt nha. Sẽ cắt ra, cắt ra. Cắt ra ha. Cắt gì cho nó đừng có chạm với nhau. Rồi. Rồi ở đây đó, mình sẽ cắt hai sợi dây này ra. Rồi mình cắm điện vào, mình đo cái hai dây này bao nhiêu volt nha các bạn. Rồi mình sẽ cắm điện vào nha các bạn, cắm điện vào. Đây, cắm điện vào. Mình sẽ đo coi nó bao nhiêu volt. 11 V 9, giống như là 12 V nha các bạn, đổi kim lại. 11 V. Rồi như vậy thì cái mặt cái cắm điện 220 qua 12 V. Bây giờ làm cách nào để mình biến được 24 V? Ok, các bạn hãy hướng mắt về màn hình. Mình sẽ làm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rút điện ra nha. Rút điện ra. Rút điện ra. Ở đây nè các bạn thấy nè. Ở cục tăng phô này nè ha. Nó sẽ biến điện ra. Nó sẽ biến điện ra. Cùng cái này là cái biến áp, gọi là cái biến áp này là biến áp xung nha các bạn. Nó sẽ biến điện ra bên này, thì cái dãy bên đây là cái điện 12 V ra đây, nó qua một con diod này nè các bạn. Diod này nè, chút xíu mình sẽ giải thích sau. Bây giờ mình sẽ làm trước nha. Mình sẽ câu từ đây nè, đi ra ngoài nha các bạn. Câu từ đây đi ra ngoài, và đây là cái chân. Cái chân này là cái chân, cái chân này là cái chân, chân gì các bạn, chân trừ, trừ đây, và chân cộng ở đây. Chân cộng đây, trừ đây, mình sẽ đi ra hai cộng dây điện. Rồi bắt đầu mình sẽ ra hai cộng dây điện. Rồi mình sẽ dùng 3 sợi dây điện nè các bạn. Dùng 3 sợi dây điện này ha. 3 sợi dây điện này mình sẽ đấu vào đâu? Đấu vào cầu diod. Rồi mình sẽ dùng cái eto để kẹp nó lại. Rồi chân màu đỏ này các bạn, đấu vào chỗ này nha các bạn. Một bên của tăng phô. Rồi chân màu đen, chân màu đen đấu vào bên đây của tăng phô. Ok, hai chân, hai chân. Rồi một chân nữa, cái màu trắng này nè, đấu vào cái đỏ của tăng phô.
hai chân này đấu chung với nhau, hai chân này đấu riêng nhau. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha các bạn. Rồi mình dùng bốn con đi ốc và một con tụ 10 mi, bao nhiêu mi cũng được, nhưng mà 10 mi này, 10 mi hay là 22 mi, bao nhiêu cũng được hết các bạn ha. Nhưng mà số won này phải 50 won nha các bạn, tại vì mình tăng lên đó 24 won rồi mà. Ok chưa? Đây là trừ, đây là cộng. Rồi bắt đầu mình sẽ đấu đi ốc nè các bạn. Đây là cộng đi ốc trừ đi ốc, cộng đi ốc trừ đi ốc, mình sẽ đấu như thế này, hai con này nối tiếp với nhau. Nối tiếp với nhau. Tiếp tục. Hai con này nối tiếp với nhau. Cộng đây trừ đây, nối tiếp với nhau. Ok chưa? Rồi. Như vậy thì mình đã có hai cái cầu diode như thế này. Bây giờ mình sẽ làm sao? Quay nó lại các bạn, quay nó lại. Nè. Nằm song song với nhau nè, thấy không? Quay nó lại. Hai cái này nối với nhau. Đây là biến từ AC thành AC. Đây là nắng điện nha các bạn, nắng điện. Ok chưa? Rồi, như vậy thì mình sẽ hàn vào nha. Rồi, mình sẽ hàn vào. Chấm chì vào. Chấm chì vào. Ok chưa? Còn mình dùng cái tụ nè các bạn, cái tụ nè. Cái này là trừ nè, cái này là cộng nè. Rồi mình sẽ hàng nè. Hai cái đầu diode, hai cái đầu có màu trắng này nè, là đầu âm nha. Mình sẽ đưa vào đầu dương của con tụ. Đây. Dương của con tụ để vào đầu này. Và đầu âm của con tụ. Đầu âm của con tụ nè các bạn. Mình sẽ để vào đây. Rồi. Dương và âm, được chưa? Như vậy thì các bạn làm gì chưa đúng nha, phải cần phải thêm một con tụ nữa. Đây là đầu dương của con tụ, đầu trừ của con tụ. Đầu dương của con tụ, trừ con tụ, trừ con tụ. Có nghĩa là nối tiếp với nhau nè, các bạn thấy là nối tiếp với nhau nè, thấy chưa? Rồi hai cái này á các bạn xem nó lại. Xe nó lại. Được chưa? Tới đây các bạn được chưa? Rồi. Cắt nó. Và lấy cái này ra. Cái đầu dương của con tụ nè các bạn. Dương tụ nè. Đi vào cái này. Cái này là đầu hai đầu âm của con diode. Được chưa? Chưa? Rồi cái đầu này, cái đầu âm nè, cái đầu âm của tụ nè. Nè các bạn thấy nè. Rồi để hàng lại cái nha, hàng lại cái. Rồi như vậy nè, các bạn thấy chưa? Rồi cái đầu này nè, sẽ đi vào đầu âm, đầu dương. Hai đầu dương của con diode nó sẽ thành đầu âm. Đi vô đây. Quẹo vô. Rồi, làm xong rồi tôi sẽ giảng lý thuyết tại sao nó là như vậy nha cho các bạn xem. Hàng vào. Rồi, cái chấu giữa của hai cái tụ nè, cái chấu giữa của hai tụ này thấy chưa? Sẽ đi vào đâu? Đầu này hoặc là đầu này cũng được, đi đầu nào cũng được hết nha. Nè các bạn nhìn thấy nè. Đó, dễ thấy chưa? Đi vào đầu này cũng được nha, và đầu bên kia cũng được, cũng đi đầu nào cũng được hết. Đó là điện AC đi vào.
Rồi, AC đi vào. Ok, mình hàn lại cái này. Rồi, sau khi mình hàn lại hết, còn hai cái đầu này nè, là điện AC đi vào. Mình sẽ hàn vào đâu? Mình cắt nó ngắn ra cho các bạn. Ngắn luôn. Ngắn luôn. Ngắn luôn. Ngắn luôn. Rồi, mình đã có một cái cục này. Quá tuyệt vời đúng không? Bây giờ mình sẽ câu gì? Câu điện AC vào đây. Ok chưa? Rồi, mình sẽ để lên trên cái ô tô. Mình sẽ câu vào đây. Ok, ba sợi dây này mình sẽ câu vào. Thứ nhất, cọng dây màu đỏ sẽ câu vào đây. Đây nha các bạn, sẽ câu vào đây. Và cọng dây màu đen sẽ câu vào đây. Rồi. Được chưa? Đỏ câu vào đây. Đây, xuống cho các bạn thấy nè. Đỏ câu vào đây, đen câu vào đây. Nhìn kỹ nha các bạn. Đen câu vào đây. À sorry các bạn nha, sorry. Lộn rồi. Đỏ này không phải đây. Đỏ câu vào đây. Đây, hạ xuống cho các bạn xem nè. Đỏ câu vào đây. Mình sẽ giảng lý thuyết lại cho các bạn xem. Đen đi vào đây. Rồi. Ok chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ đo thử nha các bạn. Còn cọng này để đây đi. Mình sẽ đo thử nha. Mình sẽ lấy cái đầu này ra. Lấy đầu này ra nha các bạn. Lấy cái đầu này ra. Một cộng. Hai cộng. Lấy ra ngoài luôn. Và mình sẽ câu trên này. Dây cộng là dây này ha. Cho dây cộng là dây này đi. Mình sẽ đi vào đây. Rồi. Rồi dây trừ đi vào đây. À, tôi làm rất đơn giản cho các bạn ha. Ok chưa? Rồi xem lại nè. Rồi dây này. Dây này các bạn xin thưa bỏ. Tại vì tôi gắn dư. Sorry nha. Tại mình làm mình không có tính. Ok chưa? Bỏ dây đó. Chỉ còn dư đây thôi. Rồi bây giờ để lại. Để lại nha. Để lại. Đây. Đồng hồ đo. Đồng hồ đo. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên nha các bạn. Bật lên. Bật lên. Rồi sẽ cắm điện vào. Điện này là điện 220V AC. Điện ở trong nhà mình xài đó. Nó sẽ đi vô trong cái mạch này của cục sạc chúng ta nè. Hơn volt nha các bạn. Phải lên 67V. Các bạn nhìn thấy nè. 67V, 68V luôn. Các bạn thấy ghê gớm chưa? Nên con tụ mình
nó sẽ bị nổ khi nó 50V. Bây giờ mình sẽ thay con tụ khác nha các bạn. Con tụ nó 50V là nó sẽ bị nổ 69V. Ok chưa? 69V. Quá lớn. Quá lớn, chút xíu nữa là cái tụ này sẽ nổ nha các bạn. Nó chỉ có 50V là chạy không được, phải cỡ 100V cái tụ này nó mới chịu được nổi. Rồi các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình đo đây nè. Các bạn thấy nè. Giờ mình sẽ đo đây, có phải điện 220 không? 220 rồi, đây bên đây nha các bạn, bật qua đây. 220V. Mình đặt thang là 500V. Mình sẽ đo điện ở đây. 228V. Điện thấy rất cao. Ok chưa? Rồi như vậy thì mình sẽ đo ở trên này. Điện này là điện gì? Điện AC nè. Hai trăm hai mươi tám volt và đo đây coi sao. Và khi ra đây từ biến áp xung đây nó ra xung điện mà nó ra xung các bạn, nên mình đo đồng hồ này nó không hiểu, nó không hiểu. Bây giờ mình đo đồng hồ kim mới nó mới hiểu nha các bạn, dùng đồng hồ kim. Rồi các bạn hãy xem, cắm lại nha, cắm điện lại. Nếu đặt chế độ AC nó lên tới 143V AC không sao, nhưng mà mình đụng nó không có giật nha các bạn, đụng nó không giật. Rồi bật qua chế độ DC thì nhiêu? 65V. Đó, nó ở còn dạng xung nha các bạn, nó còn ở dạng xung. Nếu các bạn mà muốn cho nó hết dạng xung nữa thì các bạn hãy hãy qua cái cuộn cảm nha. Rồi, bây giờ như thế nè. 20V là nó lố này ha, nó không có lên được này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái này. Lấy cái này nè, mình sẽ để qua đồng hồ điện tử. Rồi, đồng hồ điện tử này coi nó báo như sao. Dẫn 65V nha các bạn. Rồi, như AC thì nó báo bao nhiêu nè. AC nó thuộc dạng xung, nó không báo được nha các bạn, nó không báo được. Đây các bạn thấy không, không báo được, dạng xung nó không báo được. Đó. Rồi bây giờ như vậy thì 67V này mình sẽ thắp được con led như thế nào. Bây giờ mình sẽ thắp vô nha các bạn. Rồi mình sẽ thắp nha, mình sẽ thắp led như thế nào để mình làm cái cục nguồn đa năng như thế nào nha. Rồi các bạn, để đo cái này nữa cho nó thực tế xíu. Đo này thực tế xíu nó bao nhiêu volt. Mà thôi đi, để mình làm con led luôn. Nó đo cái này thì nó không có báo được chính xác nha các bạn, tại đây là nguồn xung. Đây là những con led. Mỗi một con led như vậy là 12V. 12V, 24V và 48V cho 4 con led. Thì vì mình muốn nói tiếp với nhau thì nó sẽ là 48V nha. Bây giờ đây nè, mình cắt đây ra. Cắt đây ra nè các bạn. Cắt đây ra nha. Một con. Hai con. Ba con. Và mình có bốn con led. Mỗi con led là tượng trưng cho 12V. Ok chưa? Rồi mình sẽ nói lại. Đây là cộng nè. Đây là trừ. Đây là cộng, đây là trừ. Thì cái trừ này nè sẽ nối với con led cộng này. Cộng này. Ok chưa? Nối cái cộng này. Rồi. Và cái cộng này nó sẽ ra cái được, và cái cộng này nó sẽ ra cái đường trừ này, là mình đã có 24V rồi nha các bạn. Đường trừ này, đường trừ này sẽ đấu vào cái cộng này. Đây là phương pháp bắt nối tiếp để mình kiếm được cái thiết bị mình, cái tải mình là 48V. Ok chưa? Rồi tiếp tục.
ra cái trừ này, tiếp tục ra cái trừ này, thêm một cái nữa vào cái cộng này. Rồi, như vậy thì ta đã có một cái tải. Cái tải này là nhiêu? 48V nha các bạn, 12. 12, 24, 36 và 48. 48V. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vào ra đây là cái cộng đây. Các bạn thấy nè, cái cộng đây nha, cái cộng. Để cho ấy thì mình cắt cái này đi. Rồi mình đã có cái tải 48V. 48V. Thấy chưa? 48V. Đây là đầu trừ và đây là đầu cộng. Rồi mình sẽ đấu vào đây như thế nào? Rồi mình sẽ lấy cái này ra nha các bạn. Cộng đây, đấu vào đây. Trừ, đấu vào đây. Đây là trừ. Đấu vào đây. Không thẳng đấu, mình cứ để nguyên đi để mình thí nghiệm mà. Đây. Ok chưa? Đây là mạch điện của chúng ta. Đây là mạch điện của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ chích vào đây. Đầu ra nè. Chúng ta sẽ chích vào đây. Ok không? Rồi, mình sẽ cắm điện nha các bạn. Cắm điện vào 220. Rồi, mình sẽ cắm vào đây coi nó có sáng hay không. Sáng nha các bạn. Rất sáng. 48V. Rồi, mình xe nó lại. Nè, xe nó lại. Xe nó lại. Đó, các bạn thấy không? Ok chưa? Mình sẽ dùng đồng hồ đo. Mình đo sẽ thế nào? V. Mình sẽ đo. Rồi, mình sẽ cắm điện lại nha các bạn. Cắm điện lại. Mình sẽ đo nè. Cái cộng nè. Cái trừ nè, 67V chưa? Rồi cái trừ nè các bạn, đấu vô nó chói quá phải không? Nó chói quá. Bây giờ nó chói quá thì mình sẽ đấu vậy nè các bạn ơi. Đây coi đây là bao nhiêu won nha. Đây kẹp đây nha, kẹp đây coi có bao nhiêu won nè. Bấm đèn sáng đi. Mấy won các bạn? 12 won nha các bạn, 12 won. Đó, đây là nhiêu? 24 won. Đây là 18 won.
đây nhiêu, 26V. Để các bạn thấy không, ok không? Rồi như vậy thì các bạn hãy gắn con điện trở. Con điện trở 10 kg. Đây 10 kg. Ok chưa? 10 kg. Gắn như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mắt về về đây. Từ chỗ này nè, từ cái điểm này ra nè. Mình sẽ đấu vào đây một con điện trở. Điện trở thì đấu đầu nào cũng được hết. Đầu bên kia của điện trở. Đầu bên đây của điện trở thì mình sẽ đấu vào đây. Nhớ nếu các bạn đấu tải lớn thì con diode của chúng ta phải bự nha, bự để không thôi là nó bốc khói, là nó sẽ bị nóng lên và nó hư. Rồi bây giờ nè, đây đi giảm 10 kg. Rồi cắm điện lại nha, cắm điện lại. Rồi cắm điện lại. Rồi chúng ta, đèn của chúng ta sáng nhưng mà lưu lại, các bạn thấy không, lưu lại. Bây giờ mình sẽ đo coi bao nhiêu vôn. Đây là mát nè. Mình kẹp với mát. Mình đo ngõ ra nó bao nhiêu vôn. Còn có 30 vôn này nha các bạn. Tại vì mình cản con điện trở lại. 30 vôn. Ok chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ đo chỗ này coi. 22V. Và đo chỗ này coi. 7.6. 7.6. Đây nè, đo lại nè. 34V. 25V. Ở đây là bao nhiêu won? 15V. Rồi như vậy thì cái này mình sẽ áp dụng vô đa năng nha các bạn. Ok, bây giờ tiếp tục xem hướng mắt về sân khấu nha. Tiếp tục. Rồi mình sẽ tháo cái này ra đi. Tháo này ra đi. Điện trở này tháo ra luôn. Rồi mình sẽ hàng con điện trở vô đây. Vào đây. Và cái này hàng vào đây. Rồi các bạn hãy hướng mắt về sân khấu. À lộn. Sorry. Hướng mắt vào màn hình. Ok chưa các bạn? Chỗ này á, các bạn biết không? Chỗ này các bạn sẽ
À, sorry, bây giờ hàng lộn rồi. Cái này không phải nha các bạn. Sorry các bạn. Bên này nè, bên này nè. Bên này nè, qua đây nè các bạn. Bên này qua đây, chứ không phải bên đó. Đó là đầu ra rồi. Ok, mình đã có được một cái bộ nguồn. Rồi mình sẽ tổng hợp này lại, băng bó nó lại. Băng bó nó lại và gom nó lại trồng một trong cái mạch nha, một trong cái mạch. Rồi ra hai cọng dây kêu 220. Đây là cái que đo. Rồi cái que đo. Bây giờ cái que đo này mình sẽ gắn vô hai cái kim nha, hai cái kim. Ok. Rồi bạn dùng hai cái ống tim. Ok. Bạn dùng hai cái ống này. Có thể là lấy cái vít cũng được nữa, cái vít để mình cầm mình đo. Đo. Rồi mình sẽ đưa cái đầu này vào đây. Vào đây. Rồi mình sẽ hàn vào đây. Bằng cách này. Mình sẽ châm đây một lỗ. Mình sẽ để cái này vào đây. Rồi mình sẽ các bạn lòn vào đây, kéo nó lên. Và các bạn sẽ quấn nó vào đây. Rồi hàng nó vào đây. Ok. Rồi các bạn đút nó vào đây. Ok. Rồi mình đã có hai cái que đo. Mình sẽ băng băng keo lại. Tiếp tục. Ok, mình đã có hai cái que đo. Cái này mình sẽ gom nó lại thành một cái hộp. Rồi mình đã hoàn thành rồi các bạn. Cái này là cắm điện 220 qua biến áp và qua cái bộ mình tăng áp lên. Và đây hai cái que đo để chúng ta đo. Đo, que đo. Ok. Rồi mình sẽ đo cho các bạn xem như thế nào nhé. Rồi mình sẽ cắm điện vào nha các bạn. Chúng ta đã có hai que đo. Lấy hai que đo ra đo. Trong khi cần. Đây các bạn nhìn thấy nè. Đây là que đỏ, đây là que đen. Là que trừ, đây là que đỏ là que cộng. Mười hai volt, 24 volt, 36 volt, 48 volt dẫn sáng nha. Đèn led của mình là 48 volt dẫn sáng, các bạn thấy không? Ok chưa?
Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mạch led ra. Mình lấy mạch led ra nha các bạn. Lấy mạch led ra. Ok. Rồi bây giờ mình thử các loại led. Quá trời loại led luôn. Thử nha các bạn. Sáng luôn. Tiếp tục. Sáng luôn. Không sáng nha các bạn, không sáng. Bình thường nha các bạn. Chập kim bình thường. Không sáng. Không sáng. Không sáng. Không sáng. Sáng. Không sáng. Không sáng. Rồi. Quá tuyệt vời không? Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Ngược kim. Sáng. 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 Con này mất rồi các bạn. Tháo ra chút xíu. Sáng. Sáng. Tiếp tục. Sáng. Sáng. Sáng có con này mất rồi các bạn. Nhìn nè. Con này chết nè. Con này mất rồi nè. Thấy không? Con này mất nè. Ok. Ok. Có hai con không sáng. Con này không sáng nè. Con này không sáng. Con này đứt rồi. Rồi. Để đo coi volt bao nhiêu volt. Hai mươi lăm won. Ok không các bạn? Bên đây coi. Không sáng, đổi lại kim lại. Ok. 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 Tới bên đây coi. Ok. Đo nguyên dãy led luôn nha các bạn. Ok không? Bây giờ như vậy thì các bạn xứng đáng để cho mình một like không? Xứng đáng để cho mình một like không? Rồi bây giờ mình sẽ giao hàng cho các bạn ha. Cái này là 150 ngàn một bộ nếu mình chế cho các bạn ha. Còn chế các bạn về tự làm. Còn nếu không thì các bạn tự làm nha. Rồi, mình chế cho bạn nguyên một cục gì nè. Rồi bây giờ mình sẽ băng nó lại. Băng nó lại. Bây giờ mình sẽ quay lên nha các bạn. Rồi các bạn nào hiểu cho 3 số 3 nè. Mình sẽ quay lên. Ok không? Rồi mình sẽ quay lên nha các bạn. Đây. Bye bye. Mình là nhà nghiên cứu Ngô Như Kiến và Nghiến. Ok bye bye các bạn nha.